Xin giới thiệu bà con, đây là cái cây mơ rừng, mơ núi nhá. Mơ đây là nó ở rừng nhá. Nó ở rừng chứ không phải là ở gì. Cây mơ rừng này để mà chữa được cái bệnh gan giai đoạn cuối mà da phân đen này, ung thư gan giai đoạn cuối mà da phân ỉ đi ngoài là phân đen. Coi như ỉa, phân thối, khắm, nó tanh, mùi, bụng trương lên thì chúng ta lấy cái cây mơ lông này. Cây mơ này không phải mơ lông nhá, cái này cây mơ rừng này, mơ trắng này, lá nó không có tím, thân nó cũng tím được như thế này, nhưng mà vặt ra nó có mùi nặng lắm, mùi rất nhiều mùi luôn đó. Thế bà con đấy, cái này thì độ tầm 60 gram, đấy, khô hoặc tươi ta sắc mấy 300 ml nước để uống chữa cái bệnh ung thư gan giai đoạn cuối mà u dạ dày mà đi ngoài phân hôi ý, thì ta sẽ lấy cái này, cây này uống là đỡ đi rõ rệt luôn. Đấy, bà con chú ý nhá. Đấy, sử dụng đây là cái cây này mình đang ở trên rừng đồi đây. Đấy, vừa đi thấy đây là cái đường khai thác. Đấy, hôm nay đi lấy cái cây này về để chữa bệnh cho mọi người. Hôm nãy vừa đi vờ trên cái kia cho mọi người đấy, nên là nay chia sẻ đến cái cây thuốc quý vị, thuốc hay cho bà con. Đấy, để cho bà con biết đến cây thuốc quý vị, thuốc hay nhá. Chúc bà con áp dụng bài thuốc thành công.